Chào mừng mọi người đến với kênh của Huyền và món ăn gia đình Việt Nam. Hôm nay Huyền có chuẩn bị gỏi cuốn với lại thịt gà. Mọi người hãy quan với Huyền nha. Hôm nay Huyền ăn đồ ăn vặt. Phải ăn ở đây trước đi cho mọi người thấy Huyền. Dạ, mời mọi người nhé. Bỏ chút xíu ớt vô cho nó có vị cay cay chút thôi, cay lắm. Huyền không có ăn ớt được nên là Huyền không có bỏ nhiều, mình cho chút chút thôi. Vậy được rồi, rồi chúng ta sẽ đeo bao tay vô. Huyền đeo bao tay vô để xíu thì ăn gà luôn nha mọi người. Dạ rồi, xin mời mọi người nhé. Dạ mời mọi người. Hôm nay ở nhà bên nhà Huyền mưa nguyên một ngày luôn, bên mọi người có mưa không? Hôm nay mình mua người ta làm. Có một số anh chị nếu như mà tai thính là sẽ nghe trời đang mưa đó. Hôm nay Huyền chuẩn bị vậy thôi chứ Huyền không ăn hết được đâu nha mọi người. Mang ít lên á thì cái video nó buồn dữ lắm, mà mang quá trời thì ăn không hết. Hôm nay bên công ty của Huyền á báo là nghỉ tới thứ hai, lại tiếp tục không có đơn hàng rồi mọi người ơi. Hôm nay có người hỏi Huyền là Huyền ơi, Huyền là người Sài Gòn mà sao da Huyền đen quá vậy? Tại vì Huyền đen á là tại vì nhà Huyền nghèo nên Huyền phải đi lao động nên Huyền đen mọi người ạ. Đây là gà chiên. Mình mời mọi người nha.
Hôm nay lúc chiều Huyền có đi hả, giao hàng thêm cho người ta mọi người, ở khu vực cây xăng số 4. Hôm nay mưa là mưa nguyên ngày luôn. Ở khu vực cây xăng số 4 chỗ Huyền ở, trời ơi nó ngập. Nó ngập tràn bờ đê luôn. Nó ngập tới hơn nửa xe luôn mọi người. Hôm nay vô mùa mưa, bởi mưa quá trời luôn. Hôm nay á mình lấy khoai tây nè, mình ăn thử chấm thử với tương đen không, cho nó có gì ngon không, mình phải thử thử mình mới biết được nó có ngon hay không chứ, mà cũng ngon lắm á. Tại Huyền không có biết ăn ớt nên là Huyền không có chấm cái tương ớt rất nhiều, Huyền chấm ít ít thôi. À, Huyền lấy gà Huyền chấm với tương đen Huyền ăn thử nha mọi người. Ngon lắm mọi người, cái vị của gà sốt nè nó đã mặn mặn ngọt ngọt rồi, chấm với lại tương đen nữa ngon. Ngon mọi người, hôm nay Huyền có cuộc gọi từ ngoài Bắc vô mọi người ạ. Ông ngoại của Huyền ở ngoài Bắc bị tai biến mọi người ơi, Huyền lo quá không biết làm sao hết trơn. Bây giờ ở ngoài đó các cậu các dì ở ngoài đó bây giờ đang lo cho ông. Ngày xưa ông lúc ông còn khỏe, thời điểm Huyền còn ở ngoài Bắc, ông thương Huyền lắm. Mà bây giờ ông già, ông yếu rồi, mình không làm gì được cho ông đã, mình buồn quá. Mà Huyền rất nể cái tình mẫu tử của bà ngoại với lại mẹ Huyền nha mọi người. Dù bây giờ bà năm nay đã gần 90 rồi, bà nhớ nhớ quên quên mọi thứ, nhưng mà khi nhìn thấy Huyền nó gọi điện ra ngoài đó, bà nhìn thấy Huyền là bà vẫn nhớ Huyền nha mọi người. Hỏi là có phải con Huyền đó không? Rồi á bà nhớ nhớ hồi lúc mà mẹ Huyền mới mất á, Huyền có báo ra ngoài đó, thì mọi người là cũng có ý định là giấu bà, nhưng cũng có người á, cũng hả nói với bà là hả mẹ Huyền mất rồi. Bây giờ bà nhớ nhớ quên quên, đôi lúc vừa nhìn thấy Huyền là bà sẽ nói là con Huyền đúng không, mà con Hiền đâu, mà hình như con Hiền nó mất rồi mà vậy đó. Cứ mỗi lần nói tới là bắt đầu bà lại rưng rưng nước mắt. Đúng rồi.
với một người mẹ thì họ có thể quên tất cả mọi thứ, quên bất cứ ai, nhưng mà không bao giờ quên được con mình. Lúc ngày xưa bà nội Huyền còn sống cũng vậy đó mọi người. Bà hả, cứ nhớ nhớ quên quên vậy đó. Xong rồi á, Huyền đi hồi lúc trước là Huyền có cơ hội, Huyền được chăm á hả bà nội. Cứ mỗi lần mà tắm rửa cho bà xong hay là cho bà ăn xong thì bắt đầu á bà nào bà hả, lúc thì bà nhớ là mình, lúc rồi con Huyền đi đâu đó, mày đi đâu đó, mày tối ngày mày chơi hoài đi nha, tao lấy cây tao đập mày đó. Còn á, lúc chúng Hà quên quên á thì bắt đầu, chị ơi chị có gần ở nhà hả của anh Hùng không, anh Hùng mới là con tôi đó, vậy đó mọi người. Tuổi già là vậy đó mọi người ạ. À, nhớ nhớ quên quên nhưng mà không bao giờ quên những người trong gia đình mình. Nè, bây giờ chúng ta sẽ lấy bột chua chúng ta ăn nha. Bên nhà Huyền sáng giờ 14 năm chập rồi đó mọi người. Ở khu vực của mọi người hôm nay có mưa nhiều không? Ngày mai là cuối tuần rồi, mọi người có đi đâu chơi không? Với tay nha mọi người.
gỏi cuốn nè, mà ăn với lại xương đen nó bùi bùi. Rồi mời mọi người nha. Gỏi cuốn này người ta thường xuyên ăn với mắm nêm hoặc tương đen. Và bản thân Huyền thì Huyền thích ăn tương đen hơn. Ở Việt Nam á thì thật sự thứ gì cũng có. Thứ gì cũng leo thang. Mà có đồng lương của công nhân là hoài không hết lên. Thì nói thiệt nha mọi người. Xăng cũng lên. Vàng cũng lên. Đồ ăn giá trị gia tăng cái gì cũng lên. Chỉ có đồng lương của công nhân là hoài không thấy lên. Bây giờ tiền điện tiền nước cũng lên nữa, mà không biết khi nào tiền lương công nhân nó mới được lên nữa. Hôm nay khu vực nhà mình mưa quá trời lớn, nãy không mưa nhỏ nhỏ giờ mưa gào gào luôn. Có nãy giờ có ai đếm là Huyền ăn được bao nhiêu cuốn rồi không? Huyền ăn chứ mà Huyền không đếm luôn á. Huyền ăn như một con heo. Ăn vậy đó. Mà tối ngày mở miệng ra đòi chấm phân không à mọi người ơi. Không biết làm sao giảm cân được á. Cũng bắt đầu no rồi đó mọi người. Để coi ăn không mấy cuốn. 2, 4, 6, 7 cuốn rồi đó. Vậy bắt đầu no. Cái này thì ăn không hết. Tối nay thì ăn tiếp. Không hết nữa. Hôm nay mình ăn sáng luôn. Đỡ tốn tiền ăn sáng mọi người ạ. Video của Huyền tới đây cũng là kết thúc rồi nha mọi người. Và nếu mọi người có yêu thương Huyền á thì mọi người cho Huyền xin một nút đăng ký, một nút chia sẻ và một nút like nha. Và Huyền hẹn mọi người vào ngày mai. Xin chào.